Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng ngày 29 tháng 2 niên Giáp Thìn. Giờ này Bích Giang tế ban trị sự giáo hội Phật giáo xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ở chưa quý vị. Đây là trước quan cảnh của ban trị sự. Còn ở phía trong hội trường là giáo lý viên Quỳnh Tâm Pha đang thuyết ở phía trong quý vị. Đây là hội trường phía trước. Bây giờ Bích Giang sẽ đi vào hội trường của buổi thuyết giảng không quý vị? Như vậy thì Đức Thầy nói rằng chúng ta bà tin nhận dụng. Như vậy thì chúng ta bà thôi giờ nói gọn chúng ta bà tức là chỉ cái cảnh thế gian của mình. Cái cảnh mình không? Vì cái chữ ta bà đó tức là nó gọn, nếu nói cho đủ gọi là ta bà thế giới. Cái chữ ta bà nguyên tích mạng thì ta có dịch là ta bà tức là. Đây là tới buổi hội trường thuyết giảng phía trong không quý vị? Mà cái chữ thế gọn tức là cái cảnh giới mà. Cái cảnh giới thì đạo Phật ta gọi là ta bà. Như vậy thì chúng ta bà tức là cái cảnh giới này. Mà thầy ví dụ là cảnh giới này ta đang sống đây giống như là cái đèn dầu. Thấy không? Chứ cái đèn để không thì giờ có tim. Đèn dầu giống như là tim đụng, giống như dầu mồi. Tim đụng là sao? Tim đụng tức là cái tim nó lần lần nó trùng. Nên cái thân này là cái quyển chất của nó là tướng đại. Hay cái thân này nó rộng ra tức là thân. Vậy thì thân tứ đại tức là chỉ cái thân này đó, thân tứ đại của người Phật nó giống như cái đèn mà tiêm lụng dầu mồi, hàng ngày nó lụng dần và nó lụng dần và nó tàn dần, phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng nói về cái ta bà tức là cảnh giới, cái cảnh giới của mình đang ở thì lúc nào nó cũng thanh rồi trụ rồi hoại rồi không. Cái thân xác của người đang sống đây không có chi phối vô thường, vậy thì đâu có chết. Bây giờ cô bác mình nghĩ coi chừng 500-3 năm thì gặp nhau mới lạ. Cái chuyện ơi sao tôi nhìn chú không ra, chú mới năm trước còn trẻ quá sao năm nay già gì phải không? À, từ 10 năm, từ 2 năm, từ 1 năm mà nếu cho kỹ nữa, những vài tháng nhìn nhau thì nó khác rồi. Như vậy thì trong cái cuộc sống này lúc nào cũng bị cái vô thường làm cho con người phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết, không ai tồn tại. Cho nên khi xưa ngài La Điệu Kinh Sinh đó, ngài viết một bài thơ nó rất là hay đó, nói lên cảnh giới sinh dân quan tức là đời sống của một con người. Ông nói rằng dội dội vàng vàng khổ nhọc đầu, mưa mưa nắng nắng trải xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thị thị phi phi không kết liễu, thiền thiền não não những bi u, rành rành rõ rõ một đường đạo, vậy bỗng than dạng dạng nhàn ngàn chẳng phải không? Nó hay quá phải không? Đây cuộc sống vô thường thanh tự chết vậy đó, mà nó là dạng dạng nhàn ngàn chẳng. Mà hôm nay trong cái cảnh mà dạng dạng ngàn ngàn đó, mà hôm nay mình gọi chúng ta chịu tu tức là cái phước, cái duyên, phải không? Trong một dạng người, trong một ngàn người đó mà mình dám phát tu tu tập tức là mình có duyên sâu với đạo pháp. Cho nên chúng ta sống đây lúc nào cũng bị cái sanh tử không cố thôi. Cho nên là nói rằng theo biết lâu mới gặp em đó, cái bệnh cái não cái bệnh được đặt lên đời sống con người hết từ này rồi tới người khác rồi tới người khác, nghĩa là khắp cả nhân loại này không thiếu sót. À, cho nên bây giờ có bác nghĩ coi á, hãy con người sanh ra mà sanh ra mà không biết làm sao mà trên thế giới hiện tại là trên 7 tỷ người mà không có một cái người nào. Nó lạ vậy đó, nó
làm sao bây giờ làm sao có một người, hai người, trăm người. Dạ không, qua con đi bên Đồng Tháp bên đó. Mà này không có gì nào đó. Cho nên giờ cô bác cũng thấy con thế giới này có người nào. Dạ, cao 11, chùa An Khánh Thành đó. Dạ. Có người nào từ 7, ở Tam Nông. Cho nên để sanh ra thì chấp nhận cái tuổi già mà không một người nào đó. Cho nên người xưa nói là ta bà tội thế vô mơn mà tử thần chẳng có chỗ quân, không lừa đâu sao tiền, không có sót người nào hết, thấy không? Như vậy thì con người chúng ta thấy rằng cái con người trẻ đó, người già, già đó mấy ai, những cái nhìn thấy có ai tồn tại được không? Không có ai hết. Cho nên thầy nói là có phản, tội ta bà mấy ai tồn tại sống hiếm trăm như tuổi lão mình. Đời phản quân hay chết cũng sanh nguyên thẩm trước trong nhân hồn. Cô bác chỉ coi ông nhân hồn tức là một cái đệ tử lớn Đức Phật tử. Đức Tạo Phật tử thì có tam thiên đồ đệ, có thích thật. Mà thầy nhân hồn là cái người đạo cao tất cả được Đức Phật tử tin yêu và chiếu. Nhưng mà cuối cùng sống 31 tuổi. Cho nên ta nói là cái tuổi nhân hồn đó 31 bước qua, 33 bước là kỳ phải không? Mà thầy thầy nói rằng cái đời hãm quên hai chết cũng sanh như thở trước cho một chút. Như vậy thì thầy có biết rằng cái cõi ta bà với ai tồn tại sống như trăm năm tuổi lão bằng cho là bên tổ không ta, hồi xưa làm quan, làm quan mà ông sống luôn tới trong sách là trên 800 tuổi, có chỗ nó cụ thể là 880 tuổi. Làm quan to như vậy, danh lợi như vậy mà không hề. Người cuối cùng cũng đi tu mà sao được thành tiên, mà cho nên chúng ta nhắc cái chuyện đó để mà đánh thức mình trong cuộc sống mình cũng vậy. Mấy ai trong tuổi ở đời được như bằng tổ mà rồi, hay là diễn nữ ô hô chí lão bằng nhân thì sanh dưỡng cuối cùng, hải quy thế giới nam hòa dẫn nguyện giữ như hài diễn thiết tác. Dụng tức thanh tức là đức thầy kêu mình phải thanh tấn mục, chí dụng tức là dùng, mà chữ thức tức là ý thức chất ngộ, mà chữ chánh tức là cài, cài dụng. Ở đây cài cái này không phải là cài với vụ trong nhà của mình, mà thầy kêu gọi mình cài cái vụ tâm của mình, phải không? Cài sao cho nó ráo phèn, cài sao cho chết bỏ. Mà phèn đây tức là chỉ có phèn phiền não á, phèn đây tức là phèn thị dụng, mà rõ tức là có phiền não. Cho nên thầy ở đây là ta là cư sĩ chánh điện, lo nghèo cài chết gọi là tâm điện. Cho nên trong sách này là tâm giả tâm điền, căn giả căn điền, căn giả căn cải, cố dân căn điền. Như vậy thì điền là gì? Điền tức là chỉ cái tâm cái lòng của mình, cài cái đất ruộng lòng cho nó ráo phèn ráo cỏ thì gọi là căn điền, phải không? Như vậy thì đến đây thầy nói rằng diễn lữ ô hô chí lão bằng nhân thì sanh dưỡng kiến cùng, hải quy thế giới nam hòa vọng nguyện giữ như hàng dụng thức sách. Hay quá. Như vậy thì chỗ này thầy nói rằng chúng ta bà tiêm luận dầu mò thân tứ đại của người nó giống vậy. Cho nên ngày cái gọi của mình là mau thức tỉnh xuống thân đến cộng rồi mới hối được thầy. Vậy thì mau thức tỉnh là gì? Mau thức tỉnh tức là mau giác ngộ. Mau thức tỉnh tức là chúng ta phải tu tập liền nên gọi là mau. Phải đồng đạo. Ví dụ bây giờ bữa nay quý vị đi nghe giảng cho nghe đọc giảng đây, mà nghe được cái câu đạo lần nó thấm quá, nghe được cái lời mà bây giờ chúng ta hẹn qua tới năm 2025-27 thì cái chỗ này chưa phải là không lạc, nhưng mà nói cho đủ tức là phải trao sửa thân tâm, bởi vì trong cái thân này nó có tâm và trong cái thân này nó có cái miệng. Cho nên tu thân tức là nói đủ là trao sửa thân tâm, tức là cái đường tu chúng ta phải làm sao làm mới là cái thân, làm mới là tu tức là làm mới là thân. Cô bác chỉ coi hồi xưa cái mình, cái thân của mình á, thì nó hay sắc sanh nè, nó hay là sắc hại sanh mạng của con vật, sắc sanh rồi đạo tạc rồi tà dâm rồi lưỡng thiệt,
rồi ngôn rồi ác khẩu rồi giọng ngữ, rồi cái tham lam sân hận si nó đủ hết. Mà hết cái đời này cái kiếp khác tức là nó tạo cái nghiệp, rồi rồi đi mãi trong cái đêm đen đi hồi sáng tử rồi. Ta nói trước con tử hết. Ai đời đã quay lại quay cho anh Dương các chị không gặp chút nữa. Mới đời trước tôi mới gặp chút đây, nên quay lại quay gì chút xuống đây nữa. Rồi hết. Chị yêu thợ nấu của em đây, quá hấp dẫn quý vị ơi. Đây, cô thợ nấu này còn hấp dẫn nữa đây. Thế này cũng vừa chị. Giống còn vừa hết, biết sao? Nước chưa có gồm. Có mình nè chị ơi. Đừng chút. Bữa nay chị đi anh ba không có đi hả? Anh ba không có đi hả? Ô, chào chị. Hết biết đâu năm ngoái năm nay mới gặp được chị mình. Quá ngon, quá ngon. Nhìn chị thợ là thấy ngon rồi đó. Ai cũng thử nấu mỗi người khâu mà không chung tay mới hoàn thành món ăn chứ. Rồi để đi, để đi. Tao, chào chị mới tới. Thank you.
giáo lý viên Quỳnh Tâm Pha. Chị uống nước đá. Dạ con xuống ban đi phay. Đậu xe đi, đậu đậu đi. Đậu chỗ nào? Cái buổi đó trời trưa quá, tôi vô cái quán ngồi nước chơi, uống cà phê ngồi tiếp tục. Nhưng mà bỏ hết á, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ tất cả mà cái nước thuốc bỏ chưa có nổi. Cho nên vô đó rồi cũng cà phê và quẹt tiếp thuốc cũng chơi, còn chút. Rồi nhỏ kia nó bán giấy số rồi lại nó mời. Lấy chú tôi làm ơn, chú tôi mua giùm tôi cái tấm mà chút. Nó thôi mày ơi, tao tu mà đâu có mua số được người mời kỳ vậy. Cái nhỏ là mãi chứ thưa với chú. Chú tu rồi mà chú về đâu chú? Nói tao tu tôi về Phật cái gì đâu mày. Nói chàng ơi, đứng rồi học và chú có về Phật kì. Chú làm ơn chú cho con giúp áo chú nha. Nó thôi mày ơi, này mày đi bắt số rồi mày ăn mặn mày còn uống rượu len gai nó thấy hoài. Thì sao mày về Phật được? Anh nói thưa chú, nó không phải. Con còn đi bán số, con còn uống rượu, còn mạng. Cho nên con về Phật không có được. Mà chú còn hút thuốc hoài, sao chú về Phật được? Nói tới đây, nói tới đây thì không phải mình chăm chút những cái người còn hút thuốc, phải không đồng cảm? Bởi vì mình diễn thì làm bỏ chứ đâu phải ai bỏ hết. Bỏ hết thành Phật rồi sao? Thì bữa nay bỏ cái này, bữa nay bỏ cái kia cũng tốt rồi, phải không? Bỏ từ từ. Nhưng mà nó nói cái chỗ này thì trả lời không được rồi. Cho nên cái giới luật nó quan trọng lắm đâu cả. Cho nên thầy nó dặn mình đó. Thầy nói rằng dình giới cấm sửa tâm vô tạm. Niệm Phật thì phải dẹp độc tài. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga dầu gầm ngữ cũng là chuyện chú. Hay là Phật từ bi đổ trong nhân vật là lục kinh giải rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dưỡng tay ương, chừng hãy mới chưa mòi khỏi nước. Thưa đồng đạo, như vậy thì tới đây thầy dạy chúng ta chỉ là gìn giới luật. Vậy thì cô bác mình làm sao phải cố gắng, ít nhiều chúng ta phải gìn giới luật. Nó là con giải nói gì đạo đức do chư Phật rồi sau này các đệ tử của Phật sẽ kết tập lại thành những quyển, thành những bộ thì ta gọi là kinh. Thí dụ giờ quý vị cần những kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Lăng Nghiêm hay là kinh Quan Nghiêm, kinh Pháp Hoa thì cũng là kinh. Như vậy thì kinh tức là những cái lời Đức Phật thuyết ra, rồi các đệ tử này sau này mới tiếp tập, mới ghi chép lại là kinh. Như vậy thì thầy các đệ tử Phật phải đồng đạo, thầy đồng đạo Phật phải không? Xưa nay chẳng có mấy khi dân cần có Phật dạy thì xuống đây dài mừng đập đập đúng văn anh diêm trước ngàn cái vô Phật. Như vậy thì thầy các đệ tử Phật thì những gì mà thầy thuyết giảng ra, thầy sáng tác ra thì cái đó là kinh. Như vậy thì toàn bộ cái bộ mà tuyên văn giáo lý sống giảng của mình đó, tức là kinh đồng đạo, nó ngang tầm với kinh Phật vậy đó. Cho nên thầy nói rằng rung rung lạnh lạnh muôn tiếng cái gì tiến kệ gọi hồn người hành thiện chí kinh ra tuyên văn nhã có sông bên diều ba tánh hướng thôi. Hay là ta thừa dân sắc định thích tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp tuyền phong hóa dân sanh cùng học chấp thức thành tả sử. Như vậy thì nghe kinh có phải là nãy giờ hai đồng đạo mình đến đây đọc đó, mình ngồi với mình nghe có phải là nghe kinh không? Nó cũng là nghĩa, chứ nghe không phải là chỉ dùng cái lỗ tai này tức là nhĩ căn mà nghe cái kinh trần bên ngoài rất trọn vẹn. Cái đó là một nghĩa. Như vậy thì nghe là gì? Nghe kinh tức là chúng ta học kinh, hay là nghe kinh tức là chúng ta làm theo những lời chúng ta chỉ dạy, nên gọi là ngã tâm. Cho nên thì nói rằng ngã tâm làm theo lời của những người thầy, hay là để kinh cũng là ngã tâm ý là cho để làm gì Bây giờ cũng bị hết lòng tôi chúng ta bảo.
Chứ thật ra là phải năm màu A thành cái màu vàng. Như vậy cái màu xanh là gì? Cái màu xanh tức là nó tượng trưng cho cái màu hy vọng. Cái màu xanh là màu hy vọng. Còn cái màu trắng tức là tượng trưng cho cái màu tất cả. Cho nên mấy đứa học sinh học trò nhỏ ở đây mặc màu xanh màu trắng là tượng trưng cho màu hy vọng. Cái màu vàng tức là tượng trưng cho cái màu tự trọng. Mà cái màu đen tức là tượng trưng cho cái màu. Cho nên cô bác Nam mà mặc nguyên bộ đen ấy, ta thấy bị nhiều, thấy bị dễ thà lắm. Biết là dân cái tên quả hảo ở trong quê. Màu đen, nó tượng trưng cho màu thành thật. Mà cái màu đỏ đó là gì? Tượng trưng cho cái màu bền chắc, cái màu tình thương. Cho nên cái màu đỏ, ta tài chữ thật là cái màu đỏ. Cái trang cái thương mình hay để cái màu đỏ. Ra cái màu đỏ là cái màu bền chắc, màu đỏ là màu tình thương. Như vậy trong cái màu kết hợp lại, rất đó là một cái màu già, màu và sắc. Cho nên thầy đã gọi chương trình tham phẩm của họ. Như vậy thì hàng ngày đó, chúng ta tặng Phật tức là lễ Phật. Phải không? Hào Phật. Như vậy thì lễ Phật là gì? Tức là chúng ta cứu lại hai phần. Tức là lễ Phật. Nơi đây quý vị thực hiện ở trên rồi. Đồng đại chúng ta bây giờ đang thờ Tam Bảo nè. Rồi sớm chiều mình lễ đại Tam Bảo. Nhưng mà câu hỏi cái này nó vui vui chút xíu đó nghe. Cô bác mình cũng tốt rồi đó. Nhìn cái mặt tôi biết rồi. Cái người nào thì về, người nào cũng vui vẻ. Làm nhìn cũng biết là trơn hả. Còn tôi mà giờ cái mặt như ghê. Cái càng ghê, càng ghê, càng cùng, càng cùng. À, là biết không em rồi đó. Nói chèn hỏi chú hai ơi. Sao ba tôi không biết cũng có quá trình chú hai. Thì đó lúc này chưa tôi còn thoải mái lắm. Mà giờ tối dạng tôi sao mỗi lần là đi làm tuần những cầu nguyện thì không quả, hết sức quả. Cũng chưa, cũng không nổi vậy. Thấy không em, tôi sao mà con cháu nó càng ngày thương như mình, càng gần gũi mình. Sớm thì người ta càng ngày người ta càng kháng khích cho mình. Cho nên nhìn cái mặt cho tôi biết. Cho nên sao thầy chứng thành đó, là thầy tổ nhìn cái mặt mình biết không sao. Là tôi mà sao mà thầy về gặp cái mặt cùng so đó chứ không em. Là tôi là sao mà thầy về cái mình cũng khác thôi, cái nhìn thầy đó làm biết không có tốt rồi không. À. Như vậy thì bây giờ đó, hàng ngày chúng ta cũng lại. Giờ con hỏi của bác Nam hồi nãy. Chứ quý vị cũng lại hàng ngày, quý vị giái cái bài luyện thầy chỉ đó. Cũng xong quý vị có giái thêm cái gì nữa không? Có thêm không? Không có gì là tốt lắm. Có nhiều người ta chết thêm. Tôi nghĩ rằng nếu hợp là quý vị cũng xong mà, cũng xong rồi. Mà giái thêm giờ cũng không có tội gì. Nhưng mà chúng ta có cái lỗi. Cái lỗi đức thầy á, tức là mình vui với thầy với đạo mà chưa đặt cái niềm tin đối với thầy với đạo. Cho nên mình sợ thầy lại các biếu rồi cúng bắt đầu là mình như thế. Tôi ở xóm tôi có bà tám hôm nay bà chết rồi, bà cúng bữa nào bà cũng chết lên. Mà tôi hình ảnh nhỏ thì tôi hay đi tìm mấy người tu lắm làm như có duyên. Hãy cái người nào đi tới đâu mà bà cúng bằng thêm đầu tôi cũng giống như nghe. Mà tôi đứng tôi chắp tay đó khi nào xong tôi đi. Bà giái mà bà biết. Cho nên bà biết rồi bà đọc lớn lắm. Bà đọc cái chân có phải được nghe mà ai hờ nó đâu. Vậy đàn chứ. Ra tôi qua để biết tôi nghe bà đọc tôi nghe đến cuối cùng. Bà cũng xong rồi đốt cây hương ra bà cũng thiên bà mới quỳ xuống bà giá. Bà giá bà nói nghe chính phương trời người chính Phật Phật khổ Phật thầy Phật tiên thần thánh. Cho con tu luyện được tự tâm được tánh người nhãn người dĩ người tỉ người khẩu. Bà giá sao cái này. Giá độ sao mà được tự tâm tự tánh người nhãn người dĩ người tỉ người khẩu. Cái bà giá cái con nguyện nghe thứ nhất. Thì thứ nhất con nguyện cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên kẻ chết siêu lên được còn mạnh giỏi. Có đặt ra cũng hay hết. Kẻ chết thì siêu lên được còn mạnh giỏi. Bây giờ thứ hai con nguyện
con nguyện là xa gần lớn nhỏ nội ngoại chúng ta theo đạo Di Đà cũng nghe được Phật đặt nghe cũng hay. Rồi giờ chúng ta có nguyện, con nguyện tức là thần con, tức là thần chúng ta. Con nguyện thần con, con nguyện thần con, thần con tức là thần mình đấy. Con nguyện thần con là sẽ đủ đầy sức khỏe, no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời khác gì có Phật. Con nguyện sẽ được con hết sức khỏe. Nguyện sao mà con được đạt đủ đầy sức khỏe, rồi no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời khác gì có Phật. Hay là con có nguyện hết sức quan thượng đẳng đại thần những chúng tôi gia hộ cho toàn thể đồng đạo chúng ta lúc nào sức khỏe được nhờ gia đình làm ăn càng ngày càng thêm được và nhất là lúc nào chúng ta cũng tâm niệm được lời chỉ dạy của Đức Thầy để cố gắng cao sự tu tâm hiện tại trở thành tín đồ chân tu tâm thầy cao thân thận rạng danh trước lễ tỏ dạ thầy nơi chúng em hay là thánh tiên vừa giết nguyện cười chúc mừng trần thế của mình và khi đồng đạo chúng ta đến tuổi già thân hoại lụng chút mỗi đồng đạo chúng ta rất nhẹ nhàng tâm rất thanh thản để Phật để được giảng sanh về bởi vì hiếu trung lòng chớ vội quên sống lo trọng đạo các đấng tiên bởi vì mạng kiếp phòng trần sanh lập bất cũng công kính chào nam mô A Di Đà. Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên đã chia sẻ một bài pháp hết sức tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây là thứ nhất là cái lời nói hết sức là rõ ràng, mạch lạc, thiết thực, phân tích rất là tỉ mỉ để giúp cho anh em đồng đạo chúng tôi xa xưa nghe và hiểu để áp dụng và thực hành để làm đúng theo cái giáo điều giáo luật mà và của Đức Thầy. Và trước khi nhắc lại thì chúc cho giáo lý viên luôn luôn được dồi dào sức khỏe để chia sẻ nhiều bài pháp hay hơn nữa để giúp cho anh chị em đồng đạo chúng tôi tinh tấn trên con đường đạo hạnh thực hành đúng cái lời thầy đã chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thì đến đây là tới cái phần lễ nghi thức bế mạc. Kính mời Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, sau gần hơn 2 tiếng, gần 2 tiếng đồng hồ, giáo lý viên Quỳnh Hồng Pha đã dẫn chương trình thuyết giảng giáo lý giáo hòa hảo rất là mạch lạc, triển khai nội dung đề tài làm sáng tỏ tính nhân văn sâu sắc trong giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Quỳnh giáo chủ, giúp chúng ta nhận thức thêm ý nghĩa đặc thù trong câu chuyện giáo lý Phật giáo hòa hảo. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức hoàn thành chương trình thuyết giảng. Cảm ơn và giáo viên không ngại đường xá đến đây thực hiện hoàn thành nhiệm vụ truyền bá giáo lý Phật giáo hòa hảo. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo. Trước khi dứt lời, chúc quý vị quan khách và chư quý đồng đạo vạn sự an lành.
thân ái kính chào Nam Mô A Di Đà Phật. Một phút trang nghiêm chỉnh lễ Đức Phật kính. Thôi chỉnh lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ kính. Xong. Rồi đến đây thì tôi xin công bố kết thúc buổi thuyết giảng hôm nay. Sau cùng kính mời chư quý quan khách và quý đồng đạo dùng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng ngày 29 tháng 2 Niên Giới Thìn. Đây là ban trị sự xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Quý vị buổi thuyết giảng vừa xong, giờ tới buổi dùng cơm. Mời chư quý vị cả nhà cùng dùng cơm với ban trị sự.
và ho lục dấu chẳng có gì mà lê thức nào đâu có tiếng giải đạo chất về thương nam diệm nhị mến tận quân trở về nam đàn có xưa xanh cho thì tất được rành chân lý trong sáng tận nhiều điều ta mời lớn như thế luôn rồi. Qua mình lớn thì đợi con Lập. Quay cái cầm gì đó. Tính đi qua cái này đi Lập tháp rồi đi đâu rồi tới trùng quá trời. Cái mùng ba tới mùng quả cái còn quả vô rồi mùng ba mùng quả. Lạ đâu còn quà này phía trên cậu kia luôn ấy là hiện nhân.